Chào mấy bạn nha. Ở đây mình có thử trồng mấy cái bắp trên cái chậu nè. Đây là một cái bồn 500 lít, mình cắt ra làm đôi. Đó, mình trồng đây là 30 cây bắp. Rồi mấy cái đậu. Đậu bún. Với ba rau dền này tại trong đất nó có mình tưới rồi nó lên, tưới đã lên mấy bạn thấy không? Tưới là tự nhiên rau dền nó lên quá trời luôn. Rồi mấy cái bắp này là gần 20 ngày nha mấy bạn. Rất là tốt luôn, rất là tốt luôn. Đây mình sẽ cố gắng chăm sóc và cập nhật cho các bạn xem kết quả nha, xem nó có trái hay không. Nếu mà 30 cây này trên cái bồn 500 lít này mà nó có trái á, là hy vọng lớn lắm á. Các bạn trồng trên sân thượng hay trồng những chỗ mà không có đất á, mình cứ cắt cái bồn mà mình trồng là sẽ có bắp. 30 trái bắp là các bạn ăn dư sức luôn, ăn cả gia đình lớn luôn, hoặc là cho luôn. Rồi, chào các bạn nha.